quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Những lá thư thời Covid-19 do báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế thực hiện. Chương trình được phát trên các kênh fanpage, YouTube và TikTok của báo Sức khỏe và Đời sống. Quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách gửi những lá thư, những lời tâm sự về cho chương trình qua địa chỉ email bạn đọc@sứckhoedoisống.vn. Chúng tôi sẽ thay bạn gửi đến những người mà bạn yêu thương. Bên cạnh đó, quý vị cũng có thể theo dõi các chương trình đã phát sóng trên báo điện tử sứckhoedoisống.vn hoặc các kênh fanpage, YouTube và TikTok của báo Sức khỏe và Đời sống. Còn trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị khán thính giả lá thư số 6 của cử nhân điều dưỡng chuyên khoa 1 Phan Cảnh Dương, trưởng phòng điều dưỡng Bệnh viện Trung ương Huế, viết trong những ngày hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống lại dịch bệnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm. Sài Gòn, một đêm không ngủ với bao suy nghĩ. Nghĩ về người bệnh và nghĩ về bản thân mình. Nghĩ về công việc và nghĩ về cuộc đời. Nhìn những ánh đèn qua ô cửa từ các tầng nhà hắt xuống, nơi ấy yên lặng đến lạ. Nhưng không, ở trong mỗi ô cửa đó có tiếng máy thở, tích, 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 đều đều dội lại, và những bóng áo trắng vẫn rảo bước quanh từng giường bệnh. Tôi biết, nơi ấy, đồng đội tôi vẫn đang miệt mài làm việc. Tôi, người đàn ông tuổi đời không còn trẻ, chưa khi nào cầm bút viết về công việc của mình. Nhưng hôm nay trong tâm dịch, chứng kiến cảnh đồng đội hàng ngày vật lộn với Covid-19 để giành lấy sự sống cho người bệnh, tôi lại muốn viết để tri ân cùng các bạn. Bệnh viện Trung ương Huế, nơi tôi gắn bó hơn 30 năm công tác, hôm nay đồng đội của tôi lại tiếp tục lên đường chi viện cho thành phố mang tên Bác. Tôi chẳng nhớ đây là chuyến chi viện thứ bao nhiêu nữa. Ngay từ khi bắt đầu có dịch Covid-19, bệnh viện luôn là nơi đảm đương điều trị, chăm sóc người bệnh nhiễm Covid-19 nặng. Hết Đà Nẵng, Phú Yên, Bắc Giang và giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khi tôi tự hỏi, lấy đâu ra sức lực để đồng đội tôi luôn tình nguyện đến nơi tuyến đầu như vậy? Và câu trả lời chỉ có thể là quyết định từ trái tim. Chuyến công tác này, bệnh viện tôi được giao thành lập trung tâm hồi sức tích cực, có quy mô 500 giường bệnh. Đây là tuyến cuối trong bậc thang điều trị người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch. Người bệnh ở đây hầu như đều nằm bất động với những dây dợ nhằng nhịt, không người thân bên cạnh. Họ phó thác mạng sống của mình cho chúng tôi chăm sóc. Số người bệnh cứ mỗi ngày một tăng. Đồng đội tôi luôn phải làm việc trong tình trạng quá tải, nhưng vẫn cố gắng để xoa dịu nỗi đau cho người bệnh. Là bác sĩ, điều dưỡng, nhưng không chỉ chăm sóc người bệnh, chúng tôi làm mọi công việc, từ lau dọn phòng, chuẩn bị đón người bệnh, bưng bê, bốc vác, vận chuyển phương tiện, trang thiết bị, lấy mẫu xét nghiệm, chăm sóc người bệnh, cho ăn, lau người, thay quần áo, vệ sinh, thay ga, cho đến động viên tinh thần, chăm lo cho những đối tượng dễ tổn thương. Khối lượng công việc quá lớn làm chúng tôi gần như không có thời gian nghỉ. Mỗi ngày của chúng tôi đều bắt đầu từ rất sớm, ăn vội bữa sáng rồi lên xe để tới bệnh viện. Sau khi mặc đồ bảo hộ là bước vào phòng cách ly, và cứ thế, chúng tôi làm việc không ngơi nghỉ. Phần cơm trưa luôn lạnh ngắt vì quá giờ ăn. Chúng tôi dường như quên giờ ăn, quên cả ngày hôm nay là ngày thứ mấy. Vậy mà chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau, chia sẻ, hỗ trợ nhau mọi lúc để luôn kịp có mặt bên người bệnh khi họ cần. Dù mệt mỏi, áp lực, nhưng ai cũng thấy vui, cũng động viên nhau cùng cố gắng. Càng khó khăn, càng cảm nhận được cái tình người mộc mạc chân thành của đồng đội. Khó có thể nói hết những nhọc nhằn lo toan trên khuôn mặt của đồng đội đang ngày đêm túc trực bên người bệnh với quyết tâm dành sự sống và niềm tin cho họ. Có bạn điều dưỡng đã chia sẻ, đã nhiều chuyến công tác xa nhà nhưng lần công tác này thật đặc biệt, chỉ sợ nhỡ dương tính một cái làm gánh nặng cho anh em. Tôi hiểu rằng đồng đội tôi đang bước vào trận chiến thật sự, chỉ cần sơ sẩy mỗi thao tác nhỏ là đã tăng thêm nguy cơ lây nhiễm rất nhiều. Khi nghe tin có một số đoàn và chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh, lần này cũng đã có đồng nghiệp bị nhiễm, anh em ai cũng lo lắng. Nhưng rồi tình yêu thương người bệnh trong mỗi thành viên trong đoàn đã chiến thắng, họ lại tiếp tục dấn thân, tự tin vào công việc đang làm. Em thèm cái lúc được ở bên con, ôm con và nghe con hát, hay những lúc được gặp người thân qua điện thoại trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi như là động lực tiếp thêm sức mạnh cho em làm việc. Nhìn anh em rưng rưng nghẹn ngào khi chia sẻ, họ gói chặt nỗi nhớ nhà trong lòng để dồn hết tâm trí vào công việc mà tôi xúc động,
cảm kích vô cùng. Chắc có những đêm họ không ngủ như tôi, họ đã khóc thầm vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ con. Có lẽ không phải họ yếu đuối, mà là do họ có trái tim nhân hậu, trái tim biết khóc, biết yêu thương, dành cho người bệnh, trái tim y đức. Họ âm thầm hy sinh niềm vui cá nhân vì người bệnh. Họ giấu mình trong bộ đồ bảo hộ kín mít với cái tên viết vội bằng mực đỏ xanh ở sau lưng. Ánh mắt họ rạng ngời khi người bệnh được hồi sinh. Họ buồn bã và dằn vặt mình khi người bệnh bỏ họ mà đi. Đến như chúng em là đàn ông mà còn rơi lệ khi người bệnh qua đời. Tôi thật hạnh phúc vì tìm thấy niềm vui khi được phục vụ người bệnh. Đó là công việc của trái tim. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe lá thư của điều dưỡng chuyên khoa 1 Phan Cảnh Dương tại Bệnh viện Trung ương Huế gửi về cho chương trình. Lá thư kể về những ngày tháng điều dưỡng Dương tham gia hỗ trợ công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là lời tự động viên, khích lệ tinh thần với các y bác sĩ đang ngày đêm căng mình nơi tuyến đầu chống dịch. Thay mặt cho chương trình, xin được cảm ơn điều dưỡng Phan Cảnh Dương đã gửi thư về cho chúng tôi. Và qua đây, cũng xin chúc anh và các đồng nghiệp sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chiến đấu với COVID-19, bảo vệ sức khỏe bình an cho nhân dân. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Quý vị và các bạn cũng đừng quên gửi những lá thư, những lời tâm sự về cho chương trình qua địa chỉ email bạn đọc@sứckhoedoisong.vn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lá thư tiếp theo. Cho tôi ca, cho tôi hát về người chiến sĩ áo trắng kiên cường. Cho tôi yêu, cho tôi niềm tự hào. Tôi xin dâng cho niềm tin yêu tới Đảng, tới những người chiến sĩ áo trắng Việt Nam. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ áo trắng.